Thất bại nối tiếp thất bại, đau đớn, khổ sở về tinh thần đến mức không nhìn thấy được ánh sáng. Có lẽ chưa bao giờ người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam mới trải qua một thứ cảm xúc tồi tệ đến như vậy. Trên những thảm cỏ xanh mướt tại Mỹ Đình, nơi mà 20 năm qua Indonesia bao lần đặt chân đến đây cũng không thể thắng nổi Việt Nam dù chỉ một lần. Vậy mà tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, Indonesia đã làm nên lịch sử khi đánh bại toàn tập những chiến binh sao vàng với tỷ số 0-3, và nó như một án tử cho tham vọng đi tiếp của Việt Nam. Cứ ra sân là bại trận, đó là tất cả những gì Philippe Trezeguet thổi hồn vào bóng đá Việt Nam, biến một đội tuyển hùng mạnh bậc nhất Đông Nam Á bao năm qua trở thành kho điểm mới nổi, và ai muốn có 3 điểm thì cứ tìm đến Việt Nam. Sự phẫn nộ của đám đông người hâm mộ, sự thất vọng đến tột cùng và cả một tấn bi kịch đã, đang và sẽ tiếp diễn trong triều đại ê chề của Trezeguet, mà đội tuyển Việt Nam đang là nơi để ông gieo nhiều sầu não hơn nữa trong thời gian tới. Khi cầu thủ trẻ trở thành nỗi ám ảnh, chẳng biết từ bao giờ khán giả tại Việt Nam lại thay đổi quan điểm rằng họ sẽ không muốn có bất cứ lứa kế cận nào tiếp nối những Quang Hải, Hoàng Đức hay Tiến Linh. Mọi người giờ đây chỉ muốn những cầu thủ vừa có kinh nghiệm, tầm vóc và đẳng cấp ra sân trong mọi trận đấu của đội tuyển, chứ không phải những cái tên lạ lẫm mà đến mặt mũi thế nào còn không nhớ nổi. Việt Nam không như Tây Ban Nha, nếu như không có cho mình những sao mai đầy sáng lạng như Lamine Yamal, cũng chẳng phải đội tuyển Anh thoải mái sử dụng những tài năng trẻ như Jude Bellingham hay Kobbie Mainoo. Và như vậy, chúng ta chỉ có Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Thái Sơn hay Tuấn Tài mà thôi. Không một ai trong số họ là ngôi sao đang chơi tại V-League, mà thậm chí đến việc được ra sân đá chính tại câu lạc bộ Samra cũng là một thứ gì đó rất xa xỉ. Nhưng từ khi có Philippe Trezeguet dẫn dắt, các cầu thủ trẻ trong nước chỉ cần cố gắng nửa vời cũng sẽ được trọng dụng, miễn sao họ còn nhỏ tuổi. Kể từ tháng 10 năm 2023 đến nay, 11 trận đấu của Trezeguet thì có đến quá nửa đội hình chỉ để thử nghiệm những cầu thủ trẻ, bất chấp đó là những trận giao hữu. Những đấu trường lớn như Asian Cup 2023 hay vòng loại World Cup 2026, chỉ cần họ khỏe mạnh thì sẽ có suất lên tuyển. Đến nỗi ai nhìn vào danh sách hội quân của Philippe Trezeguet cũng đều cảm thấy chán nản. Thua 10 trong số 11 trận, bài học mà Trezeguet rút ra được là ông phải kiên nhẫn với những sao mai, vì đó là tôn chỉ hoặc là lời nguyền đang ám vào sự nghiệp cầm quân của chiến lược gia đến từ Pháp. Hơn 20 phút tại Mỹ Đình, không một ai có thể tin được là Indonesia dẫn trước Việt Nam đến hai bàn chóng vánh, dù lịch sử đối đầu đang chống lại họ rất chi là thẳng thừng. Và khi thua trong một thế trận cân bằng thẳng, Philippe Trezeguet rút hẳn Văn Thanh, đến anh còn phải bất ngờ khi mới có nửa tiếng chạy trên sân. Và nếu ai đó nghĩ rằng khi rút một cầu thủ có kinh nghiệm, đẳng cấp và từng ghi bàn vào lưới của Indonesia, thì người mà huấn luyện viên Trezeguet đưa vào sân chắc hẳn phải có phẩm chất ngang ngửa. Nhưng trái lại, Đình Bắc mới là cầu thủ được huấn luyện viên 69 tuổi lựa chọn. Văn Thanh thì ngớ người một lúc, nhưng có thể anh đến khi hết trận cũng không hiểu được lý do mình bị thay ra như vậy, dù bàn thua là lỗi của cả hệ thống. Và cũng từ đó, câu chuyện Tiến Linh ngày hôm nay được trở lại đội hình xuất phát, xem ra cũng không hề sốt dẻo bằng việc Đình Bắc làm được gì trên sân từ lúc cầu thủ sinh năm 2004 góp mặt. Trong lúc cần chiến thắng nhất mà Indonesia lại vừa đánh bại Việt Nam cách đây ít ngày, Trezeguet vẫn tin vào triết lý trẻ hóa lực lượng của ông để dẫn dắt trồng vàng bị lột vẫy một lần nữa. Mà cũng như lần trước, khi không thể cứu vãn tình hình, lần lượt Thành Long, Tấn Tài, Văn Toàn mới được đưa vào sân để bù vào những mảng khuyết mà những cầu thủ trẻ để lại. Người hâm mộ đến Mỹ Đình chẳng biết nói gì hơn. Họ ám ảnh với phong cách dùng người của Trezeguet, mà cũng khó để hiểu ông đang tiếp cận thử nghiệm hay là tin tưởng tuyệt đối vào những dụng binh của mình. Nhìn lên ghế dự bị, có một ngôi sao còn tệ hơn như thế, khi anh đang cảm thấy mình thừa thãi đến mức huấn luyện viên cũng không đoái hoài. Quang Hải đã làm gì nên tội? Bị dẫn đến hai bàn trong hiệp 1 và hiệp 2, Việt Nam phải gỡ gạc bằng mọi giá. Nhìn những trụ cột bao năm qua lần lượt vào sân, tất cả khán giả dù đến sân hay xem qua màn ảnh nhỏ đều trông chờ vào ngôi sao số 1 của đội tuyển. Nhưng đến lượt thay người cuối cùng, Philippe Trezeguet đã gây ra sự khó hiểu trầm trọng khi bỏ qua Quang Hải và quyết định để Minh Trọng vào sân ở phút 66. Đang thế thua mà thay hậu vệ đã lạ lùng. Huấn luyện viên người Pháp còn cất hẳn cầu thủ đẳng cấp nhất Việt Nam trong 6 năm qua để tiếp tục tin tưởng vào người trẻ còn lại. Hình ảnh Quang Hải chạy khởi động bên ngoài rồi bực dọc ném chai nước và quay trở lại ghế dự bị đã chứng minh tất cả rằng anh không xứng đáng bị đối xử như vậy.
cả lượt đi và về trước Indonesia, Quang Hải còn không có một giây nào được ra sân. Dù anh chẳng bị chấn thương hay tuột phong độ, không ai có thể tin được ngôi sao từng là hạt nhân chính trong lối chơi của Việt Nam dưới thời Paul Hanser lại đang trải qua chuỗi ngày ảm đạm đến đáng thương khi anh rời xa vòng tay của người thầy yêu dấu. Và cuối cùng, Quang Hải đã bật khóc khi sự chua chát đã lên đến đỉnh điểm. Đó là cách duy nhất để chàng tiền vệ 27 tuổi có thể giải tỏa khi mà camera liên tục hướng về anh trong lúc thất vọng tràn trề. Trên khán đài, khán giả cũng chẳng nể nang bất kỳ ai khi họ ra về, số thì ở lại và ăn mừng khi Indonesia có bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 trước Việt Nam. Rõ ràng, Quang Hải không xứng đáng bị đầy ải lên cái dự bị như vậy. Mà lúc đội tuyển đang cần khoảnh khắc ngôi sao, thì tiền vệ của Công an Hà Nội chắc chắn là người đẳng cấp nhất trong hàng ghế dự bị đó. Kể cả lối chơi kiểm soát bóng, muốn nhuần nhuyễn thì cũng phải có một người cầm bóng chắc như Quang Hải. Bằng chứng dễ thấy nhất là hai trận trước Indonesia, Việt Nam hoàn toàn không thể kiểm soát được bóng quá một phút một lần nào. Giờ đây, việc Quang Hải nổi loạn trong thời gian tới, thậm chí là từ chối lên tuyển, chắc chắn cũng sẽ được người hâm mộ ủng hộ tuyệt đối. Vì có được triệu tập, thì tiền vệ sinh năm 97 cũng có được ra sân đâu. Chẳng biết Quang Hải đã làm gì nên tội để anh phải chịu cảnh dự bị và nhìn những cầu thủ không cùng đẳng cấp liên tục được trao cơ hội thay vì anh. Nhưng thiếu đi ngôi sao số 1 của đội tuyển, Trezeguet vẫn bạc nhược và Việt Nam nhận một trận thua hoàn toàn xứng đáng. Trezeguet ơi, tạm biệt. Ngay từ trước khi trận đấu bắt đầu, các cổ động viên Việt Nam đã chuẩn bị sẵn những biểu ngữ không phải để cổ vũ đội tuyển mà là yêu cầu VFF sa thải Philippe Trezeguet, đại loại như trâu dê ngài nói nhiều quá, ngài làm đi, hay Trezeguet get out. Mọi sự hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam sẽ tiến bộ hơn từ năm ngoái đến hiện tại đã trở thành sự phẫn nộ vượt quá giới hạn, cũng cho thấy Trezeguet đã từng nói về con số 80% đòi sa thải ông không hề sai tí nào. Huấn luyện viên 69 tuổi cũng từng nói ông không đá thay cầu thủ được, nhưng ông nào để những cầu học trò dày dặn kinh nghiệm vào sân, để rồi Việt Nam phải nhận đến 3 bàn thua trong 90 phút mà Indonesia phải mơ đến 20 năm mới có thể làm được. Không còn ai nhận ra hàng thủ trứ danh châu Á dưới thời Paul Hanser đã từng cầm hòa cả Nhật Bản, thậm chí là đã bại cả UAE. Giờ thì 3 tháng đầu năm 2024, Indonesia, một đội tuyển chiếu dưới nhiều năm của Việt Nam, gặp chúng ta 3 lần và Nguyễn Philip phải vào lưới nhặt bóng đến 5 lần. Lối chơi hơn 1 năm rèn giũa cho từng thành viên cũng chẳng ăn thua khi từ cách chọn lựa nhân sự, nắm bắt bài vở đã có vấn đề. Không thể bắt những cầu thủ trẻ chơi bóng như kiểu đang ở độ chính sự nghiệp, mà Trezeguet lại đang rất thích làm điều đó. Ông buộc những ngôi sao có tiếng nói và đủ khả năng làm nên chiến thắng phải ngồi dự bị để nhìn Việt Nam thua 5 trận liên tiếp bất kể đối thủ mạnh yếu ra sao. Mà khi bị đặt câu hỏi về cách lựa chọn con người, Trezeguet vừa khiến đám đông không ngừng lăng mạ tên ông, dù họ đã từng rất kỳ vọng vào tài cầm quân của ông. Hoàn cảnh Việt Nam vào lúc này, về lý thuyết còn 2 trận đấu nữa, chúng ta có thể giành 6 điểm. Để có thể vượt qua Indonesia, họ cần phải mất điểm ở 2 trận còn lại. Cơ hội của chúng tôi vẫn còn. Về Quang Hải, sử dụng nhân sự là quyết định của tôi. Trong tay tôi có 25 người, cùng 10 người khác không thể lựa chọn. Tuy từng trận, tôi sẽ có những đấu pháp riêng. Vẫn là như vậy, vẫn cứ mong chờ và tập trung vào trận đấu, rồi lại tiếp tục trình làng những điều tồi tệ. Thậm chí việc bị Trevor Van Roo sa thải ngay ở Mỹ Đình là điều chưa có tiền lệ, mà Trezeguet vinh dự là huấn luyện viên đầu tiên được nếm trải. Ông cũng mở bát cho việc bị cổ động viên ném vật thể lạ khi tiến vào đường hầm, mà từ đây mọi sự tôn trọng gần như đã đạt đến con số âm. Lối chơi không định hình được, tập thể chơi quá tệ, đấu pháp không được cải thiện. Người hâm mộ bắt đầu sợ hãi khi nhắc đến cụm từ cầu thủ trẻ, và sau cùng là dấu bài đến Quang Hải phải bật khóc. Đó là những gì Philippe Trezeguet cống hiến những nốt cuối cùng cho bóng đá Việt Nam. Điều gì đến cũng đã đến. VFF và Trezeguet đã chính thức đường ai nấy đi. Liên đoàn đã họp khẩn và đưa ra quyết định ngay trong đêm sau khi Việt Nam để thua Indonesia. Họ tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Philippe Trezeguet dù đội tuyển vẫn còn 2 trận đấu nữa tại vòng loại thứ 2. Một mối lương duyên tuy ngắn nhưng người hâm mộ ước gì nó đã không xảy ra, để người ta phải trải qua cảm giác đau đớn và thất vọng tột cùng đến như vậy. Âu cũng là bài học cho những huấn luyện viên ngoại tiếp theo muốn xây dựng một đội tuyển Việt Nam từng bước đi lên thì trước hết phải đặt niềm tin vào những trụ cột của đội tuyển hiện tại. Tạm biệt Philippe Trezeguet.